Xin chào quý vị và các bạn. Khu vực có thời tiết bất ổn định nhất ngày hôm nay vẫn là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp không những duy trì mà còn có khả năng hoạt động mạnh dần với quá trình hội tụ gió Tây Nam mạnh mẽ, nên hầu khắp các tỉnh thành trên khu vực sẽ nhiều mây, mưa dông xảy ra nhiều nơi, đặc biệt là tại các tỉnh thành ven biển của Nam Bộ. Có thể có lượng mưa vừa đến mưa to và dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về các hiện tượng nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh, cho nên người dân khu vực cần hết sức lưu ý. Đã bước vào mùa mưa chính nên dự báo mưa dông tiếp tục kéo dài trong thời kỳ tới tại các tỉnh thành phía Nam. Mưa khiến cho nền nhiệt độ ở đây luôn ở mức mát mẻ và dễ chịu. Cao nhất ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều không vượt quá 32 độ. Thời tiết tại miền Trung lại có sự phân hóa giữa phần phía Bắc và phía Nam của khu vực. Ngày hôm nay, ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, trời có mây thay đổi. Mặc dù là cường độ nắng không gây gắt, nhưng nhiệt độ trưa chiều vẫn lên cao từ 33 cho đến 36 độ. Nắng nóng xuất hiện tại vùng núi và trung du của khu vực. Trong khi đó, khu vực còn lại từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nhiều mây hơn, mưa dông rải rác xuất hiện nhiều vào chiều tối nay, khiến cho nền nhiệt độ tại đây cũng mát mẻ hơn hẳn so với phía Bắc. Nhiệt độ cao nhất ngày hầu khắp đều dưới khoảng 33 độ, thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống từ 25 cho đến 27 độ. Bên cạnh đó, thì độ ẩm không khí trung bình ngày tăng lên khoảng từ 84 cho đến 87%, nên tình trạng khô hạn tại đây cũng dần được cải thiện. Trở ra với các tỉnh thành phía Bắc, ngày hôm nay thời tiết tại Bắc Bộ sẽ chưa có nhiều biến đổi. Do nằm ở rìa phía Tây của hệ thống áp cao cận nhiệt đới, thêm vào đó là quá trình hội tụ còn duy trì, nên mưa rào và dông tiếp tục xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ. Tuy nhiên, thì lượng mưa sẽ giảm đi so với ngày hôm qua. Mưa khiến cho nhiệt độ vào thời điểm sáng sớm tại đây khá mát mẻ, chỉ dao động từ 24 cho đến 25 độ. Trong khi đó, các tỉnh còn lại dao động từ 26 cho đến 28 độ. Trong ngày thì trời có mây thay đổi, nắng xuất hiện nhưng không mạnh mẽ, nên nhiệt độ trưa chiều cũng chỉ lên cao từ 32 cho đến 34 độ. Riêng các tỉnh thuộc Trung Du và Nam Đồng Bằng như là tại Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, thủ đô Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam và Ninh Bình, trời vẫn oi nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 36 độ, nắng nóng diễn ra cục bộ ở một vài nơi. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong những ngày sắp tới, rất nhiều khả năng những vùng thời tiết xấu sẽ có điều kiện phát triển và ảnh hưởng trước hết đến các vùng biển của nước ta. Cụ thể là khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định cho đến Cà Mau. Từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục xảy ra mưa dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn khu vực phía Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa lại có thời tiết tốt hơn so với các vùng biển phía Nam. Mưa rào chỉ diễn ra rải rác vài nơi nên tầm nhìn xa vẫn khá thông thoáng trên 10 km. Như vậy là ngày hôm nay Bắc Bộ có nắng nóng tại các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi tại vùng núi. Khu vực phía Bắc miền Trung có nắng nóng, trong khi đó phía Nam sẽ nhiều mây, có mưa dông tăng lên dưới diện rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông, cảnh giác với tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời tiết sáng ngày 22 tháng 6 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.